Ôi cây mạn nhà anh thức trái nhóc luôn trời. Bông quá trời bông luôn thấy không? Trời luôn. Đợt này chắc cỡ 100.000 ký luôn á. Kìa. Ừ, hai cây đó là bán không ăn không hết luôn á. Định nuôi con gì nữa đây? Đang sửa cái lồng lại tính nuôi con chim cảnh. Chim cảnh hả? Ừ, bây giờ mình nuôi cảnh kiển lại cho Tết nè, có chim có cho gì trong nhà nó hót chơi nó vui. Nuôi cu đi, nuôi chim chi trời. Cu đất cái gái im lắm mà. Ừ. Bởi vậy. Ê anh Thức, em hỏi anh cái này cái ai? Dạ. Cái vụ mà cống nước á mà nó bị bể á mà mình không có phá nước luôn mà mình sửa được không? Giờ nó đang chảy nước luôn á anh. À, thường thường là cái những cái ống nước mà thí dụ trong nhà mình á là nó bị bể phải không, nhưng mà em á thường thường là phải phá nước lại rồi mới giá hoặc là mới nối hoặc nối lại được. Đúng nhưng rồi. Mà trong những cái trường hợp mà cấp bách á là nhà mình không có phá nước được nè, hoặc là mình phá nước lại cái người ta xài không được nè. Ừ. Hoặc là trong dãy nhà trọ đó thì mình phải có một cái biện pháp, đó chính là mình giá ống nước lúc còn đang chảy luôn. Ờ có không? Giá chắc chắn cực kỳ luôn, nhưng mà không có cần gì, trong vòng 5 phút là xong. Mà nó dính đó. Không á, tại dính. Vì đang chảy nước mà. Bảo đảm 100%. Bây giờ em đi qua đây để anh chỉ cho em. Tại vì á trước giờ không gặp anh có chỉ hay chỉ em á là những cái cọng dây guộc xe. À cái guộc xe hả? Đây là những cái công dụng mà tuyệt vời của cái dây guộc xe nè. Đây, bây giờ em cầm đi. À, đây là cái guộc xe của mình á, thì vậy nè, mình mua về mình thay guộc xe rồi mình giữ lại, mình xài. Đây mình cắt một khúc. Đó. Anh để anh chỉ ra một số cái công dụng tuyệt vời của con dây này luôn. Đó, đây mình cắt một khúc nữa. Nói chung là cái này á thì mình xài rất được nhiều thứ. Thứ nhất là mình có thể nhúm lửa nè, mình làm này làm nọ tùm lum lá chân á. Nhưng mà giá ống nước á thì với cọng dây này nó rất là siêu chắc luôn. Đây mình sẽ cắt đi. Cắt mình lấy một miếng bờ bản nhỏ, bờ hổm anh có kêu em làm một cái cọng dây á, đi ngon nhớ không? Nhiều người không biết á thì không có để cái này trong nhà, nhưng mà nhà mình á là thí dụ thay guộc xe gì á là mình phải để cái này trong nhà. Mình cắt lấy một đoạn nhỏ, mà mốt có cái những cái trường hợp nào ở trong nhà mình nó cần xài á thì mình đem ra mình xài, mình xử lý luôn. Cái này nhúm lửa là im lắm luôn á. Nhúm lửa mà nói chung đốt mà những cái gọi là như than nè cũng ok nè, cũng như là bây giờ thí dụ cái keo rồi đi mình trơn quá đi cái mình mở không ra thì mình lấy nào guộc xe nè mình quấn một vòng đó, đây mình nắm mở nhẹ cái ra đó là nó sẽ không còn trơn nữa, nó dính lại ha. Ừ. Còn thí dụ như mà cái nắp bình nước đi, đây cái nắp bình nước mình mua về mình dặn dặn thì dặn không có đường nào ra thì mình lấy guộc xe nè, đó mình quấn nè, quấn cho chặt lại nha, nhiều công dụng quá ha. À, nó quấn cho chặt lại, đây nắm nè dặn cái ra. À, tại vì cái guộc xe là nó sẽ khít vô đây đó, còn em muốn giá mà cái lỗ nước mà đang chảy thì để anh sự chỉ em cái cách mà sử dụng cái guộc xe này á là mình giá cái lò ống nước mà đang chảy luôn. Đây bây giờ cầm đi để anh kiếm cái ống nước anh phan ra một cái lỗ rồi mốt anh chỉ em cái mốt em về em có cái trường hợp này anh chỉ cho người ta sử dụng. Ví dụ như cái ống nước nào mình đang mà chảy vậy nè, nó thì mình không có cách nào á là mình dùng keo hay là dùng tất cả cái món đồ mình dán lại được hết. Mình chỉ dùng là duy nhất là cái guộc xe để mình giá lại thôi. Đây, cái ống nước nào đang chảy nha cả nhà. Đây mình giá trực tiếp lên ống nước đang chảy luôn. Bây giờ Liên Ngô đi xích ra để nó văng. Đây bây giờ mình rửa cái cọng dây nè. Đây. Đây, cái mình là sử dụng là cái cọng dây này đây. Mình quấn lại là nó kín luôn, tại vì cái cọng dây guộc xe mà em biết á, trong guộc xe không? Nó phình ra nở vô, phình ra nở vô mà không bao giờ nó hư. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, thì mình nói là bịt cái lỗ. Đây đây mình đưa cọng dây nè. Đây bịt ngang liền lỗ liền. À dứt phát luôn ha. Dứt phát đây đây, cái lỗ đang chảy nè. Ừ, mình lấy một tay, mình đè bên đây nè. Đó. Mình lấy bên đây nè, mình lấy níu nè, mình dịch bịt ngang cái lỡ hết chảy nè ha. Wow. Đó, mình sẽ quấn lại, quấn bằng cái cọng dây guộc xe á, thì nó rất là chắc chắn và cứng luôn. Đây thì em đợi một là em để gì em xài luôn, hoặc là trong có thời gian rảnh em kêu thợ hoặc gì đó lại quấn lại cũng được. Ừ. Đó đây đó, cái này là dám bảo đảm 100%, không chảy không luôn, dù xì một miếng. Đó, đây là cái công dụng cực kỳ hay của cọng dây guộc xe. Đây mình tới cuối rồi nè thì mình đưa vô cột lại luôn, cột lại luôn. Wow. Ừ. Đơn giản vậy trời, rất là đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi. Đây không bao giờ nó sức luôn á, đây cả nhà nhìn thấy không, không bao giờ sức được đó. Chỉ wow. Là duy nhất là một cái cọng dây guộc xe rất là đơn giản thôi là mình giá được cái ống nước mà nó là cứng thiệt là cứng luôn. Nhớ nha, mình đưa theo cái kiểu mình á là đưa mình bịch ngang cái một thì nó sẽ là không có xì ra. Không có được xì đó, thôi là nó xì chứ luôn á. Đây rất là cứng nha. Còn mà muốn mà giá mà cái lỗ ống nước nè mà lúc mà ngưng nước rồi á thì để anh chỉ vô cái mẹo rất là đơn giản thôi, giá không cần dây cọng dây guộc xe,
Thậm chí một xe nè thì nhìn thí dụ mình để như nào thì nhìn thì nó cũng xấu, nó không có được đẹp lắm. Còn mà mình nó mà sử dụng mà cái cách giá kia đó, thì nó đẹp hơn. Đây cái lỗ này rất là bự nha. Đó, cái lỗ khá là bự đó. Bây giờ mình sẽ chùi cho nó sạch ra. Đó, chùi cho nó khô ra nha. Mình giá cho coi. Là nhìn không biết luôn. Cái lỗ này hơi bự sao giá dính vô được trời. Đó, thì mình sử dụng là một miếng cọng dây guộc xe đây. Mình cắt làm sao mà cho nó bự hơn cái lỗ này chút xíu. Wow. Đây mình cắt thêm miếng nữa cho nó bự hơn lỗ chút xíu thôi nha. Đây nè, đó, cho nó bự hơn chút xíu. Mình dành tròn lại cho nó đẹp đẹp, đẹp giống giống cái lỗ. Mình nhét vô cái là xong. Mà nó cứng luôn nha. Cứng, bảo đảm chắc ăn chầm chầm. Chứ sợ giá thời gian nó bị xước ra. Đây nè, thì mình giá ở ngoài nè thì nó sẽ bị xì ra. Đó, nên mình nói là sử dụng thêm một cái cọng dây. Đây một cái cọng dây, dây gì cũng được, chân có dây là được ha. Đây mình cắt một khúc dây. Đó, mình lấy keo gắn sắt á. Đây mình chế lên đây một chút xíu, chút xíu. Nó chế một chút thôi nha. Mình lấy cọng dây mình ịnh lên. Lạ vậy. Đó. Đây nó dính đây nè, thấy không? Nó dính sơ sơ vô được rồi nè. Xong á là mình sẽ bóp cái này nè. Bóp này cho nó nhỏ lại. Tại vì cái guộc xe á mình đây là bóp được, còn những cái khác bóp không được. À là mình nhét vô hả? Ừ đúng rồi, nhét vô. Đây, nhét vô cái mình lừa vô trong. Mình đưa cái bệ này ra nè, thấy không? Ừ, đó là nó bịch dừa, thấy không? Kính, thì... xong cái mình đổ keo vô. À là mình quấn cái cọng dây đó, cuộn cọng dây lại ha anh? Không có cọc lại, để chút xíu chỉ cho anh cao. Đó, mình dán lại rồi cho nó dính ở trong lại nè. Đó, bây giờ cầm đi. À, mình nói là sử dụng là giá bằng baking soda nha. Ủa sao đây. Giá được? Một á, là mình sử dụng baking soda. Còn hai á, là mình sử dụng xốp. Còn ba là mình sử dụng là cái tàn thuốc. Đó, mình giá bằng cách nào cũng được chứ. Đây nè, thì vậy bây giờ nó sẽ dính đây nè, thấy không? Đó. Nó dính rồi. Nè, nó dính lại, cái mình gỡ cọng dây ra. Đây, nó còn lớp lại dính nè. Xong cái mình sẽ để cái baking soda lên. Đây, lên lỗ. Cái này là lắp nhìn không thấy lỗ luôn đó. Đây, đập nó xuống. Baking soda thì nó cứng cực kỳ cứng luôn. Với kết hợp với keo ống sắt. Đúng rồi, baking soda mà kết hợp keo ống sắt nó cứng dữ lắm, cứng. Gì hả? Ừ. Trời ơi, sao lạ vậy? Đó, đây mình nhiễu lên nè. Đó. Đó, xong. Là nó là thứ nhất á, là nó rất là cứng, còn thứ hai nó rất là mau khô. Đó, bây giờ mình nhiễu thêm một chút xíu nữa cho nó cứng thì cứng luôn ha. Nhiễu keo ống sắt thôi. Keo dán sắt với baking soda là nó kết hợp với nhau, nó cứng rất là cứng. Đây em lấy dao em gõ nè. Cọc vào cọc luôn, không thành vấn đề gì hết trơn. Đây nó cứng nè. Nhưng mà tại sao anh phải lót thêm một cái lớp ở trong vậy? Tại vì lót cái lớp ở trong á, đặng đổ baking soda lên á là nó sẽ không có lọt vô trong. À nó sẽ tạo thành màu, giữ một cái lớp mà là bằng ống nhựa thôi. À em hiểu, em đó, hiểu. Nó gì gần như em lấy cái nút áo em nhét vô vậy đó. Ừ. Đó, nhưng mà dán có baking soda thì nó giữ lại, nó rất là cứng. Bây giờ anh mẫu tươi cho em coi, thế là không bao giờ xì dù chỉ một miếng. Đây đó, nước là kia vẫn chảy, ở đây là không xì dù chỉ một miếng nha. Đây đúng rồi, đúng rồi. Đây nó, cả nhà mà thấy mình giáo nước không, quá đẹp đó, nhìn là rất là đẹp, rất là tỉ mỉ luôn, nhưng mà không hề xì nha. Đây đó, đây ống nước đang chảy nè, đó nước đang chảy đằng kia, thấy không? Không xì là không xì. Wow, hay quá. Đây là sự mà kết hợp giữa baking soda và thứ hai là mình có thể là giá bằng guộc xe. Guộc xe thì mình cứ bệnh ngang như nè, mình quấn lại cái lại dính luôn. Nhà mình nó là nên để một cái cọng guộc xe trong nhà, nó rất là nhiều cái công dụng để mình xài. Đó, trong cái trường hợp bất đắc dĩ á thì mình sử dụng guộc xe, mình quấn lại cái cho nhanh nhất.